Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với công ty Phụ Kiện và Cốp Va Việt nha. Thì video này mình vẫn tiếp tục nói về cái cốt pha cột tròn tại công ty Cốp Va Việt. Và cốt pha cột tròn lần này có gì khác biệt, có gì mới thì mình sẽ chia sẻ với anh chị về cái vấn đề là có một vị khách đặt cái cốt pha cột tròn tại công ty Cốp Va Việt đổ cho cái trụ là 2m6, nhưng mà cái trụ này ở dưới là mặt đất, còn ở trên là mặt sàn. Thì vị khách hàng này đã yêu cầu công ty Cốp Va Việt thiết kế cốt pha như thế nào để anh đó có thể đổ được cái cục tròn nằm ở dưới mặt, ở trên mặt đất và ở dưới mặt sàn. Ok, bây giờ mời anh chị vào xưởng mình và xem qua cái cốt pha cục tròn này nhé. Ok, thì đây là tất cả cốt pha cục tròn mà đợt này vị khách hàng này vừa đặt tại công ty Cốp Va Việt. Thì vì đây là cái cốt pha như đã nói là có chiều cao 2m6, và vị khách hàng của mình là làm ở dưới tầng hầm, dạng như ở dưới tầng hầm không có cẩu tháp, nên vị khách hàng này làm từng đoạn, mỗi đoạn có chiều cao là 80cm để công nhân có thể dễ dàng thao tác hơn. Thì 8 x 3 là 24, còn một đoạn 20cm nữa, còn một đoạn 20cm nằm ở trong kia. Thì có nghĩa là khi các bạn lắp 3 đoạn vào thì nó sẽ là 2m4, còn một đoạn, còn một khúc 20cm đó thì để là đổ bê tông vào. Cái đoạn 20cm là để đổ bê tông vào nhé. Thì sau khi mà đổ tới lên trên thì bắt đầu lắp cái đoạn 20cm đó vào để mình thao tác cái đoạn cuối cùng. Thì như vậy, qua như vậy thì anh chị đã hiểu được cách mà có thể đổ được cái trụ bê tông cột tròn ở trong cái không gian hẹp, ở trong cái không gian hẹp không có cẩu tháp cũng là như thế nào. Thì đây là toàn bộ cốt pha mà anh khách hàng này đặt rất là nhiều luôn nha. Mình vào trong đi cho các bạn xem qua luôn. Thì mỗi vị khách hàng có mỗi nhu cầu thì đến với Cốp Va Việt mình sẽ có những cái tư vấn chi tiết khác nhau. Và đây là một vị khách hàng như vậy, đổ cột 2m6 ở trên mặt đất và dưới mặt sàn, dạng như là không có không gian để đổ bê tông từ từ trang xuống, cho nên là phải làm 3 cột có chiều cao 80, là nó thành tổng chiều cao là 2m4, còn lại 20cm để là dư ra để mình đổ bê tông. Sau khi đổ bê tông được 2m4 rồi, mình bắt đầu mình ráp một nửa của cái 20cm vào, và cái phần kia mình có thể khoét lỗ hay là gì đó, mình có thể dùng thêm nhiều cách khác nhau để mình đổ bê tông vào 20cm đó. Thì ok, như vậy là anh chị đã xem qua và biết được cách đổ bê tông như thế nào cho cái trụ ở trong không gian hẹp rồi, đúng không ạ? Ok, thì cảm ơn anh chị đã xem video của công ty Cốp Va Việt. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị.